Serum Honesi trị nám tàn nhang tốt không? Serum này dưỡng trắng da hiệu quả thế nhưng không biết liệu nó có trị nám tốt không? Nhiều chị em chưa dùng nghe bạn bè giới thiệu cũng đều muốn thử, nhưng đang phân vân chưa biết nên mua hay không thì hãy xem hết video này nhé, để biết được chính xác là Serum Honesi có trị nám tốt không nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này, có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Serum Honesi đã quá nổi tiếng với chị em mình rồi. Ai xài cũng khen cả. Ít người chê lắm. Da trắng đẹp mịn màng. Lên tông cũng đẹp, phục hồi da vô cùng hiệu quả nhưng liệu serum Honesi có trị nám hiệu quả không? Thật ra thì nó trị nám, mờ nám và cả thâm mụn nữa nên mọi người vẫn hay gọi là serum trị nám tàn nhang Honesi. Nhưng thật sự thì dòng này chủ yếu là dưỡng da, phục hồi da chứ không chuyên trị nám. Nhưng vì nó hỗ trợ làm mờ nám, hút nám hay lắm nên nhiều bạn gọi serum này là serum trị nám luôn. Tuy không phải là dòng serum chuyên trị nám, nhưng mà khả năng làm mờ nám và hút nám rất hiệu quả, nên được nhiều chị em lựa chọn để vừa có thể dưỡng trắng da, phục hồi da, lại còn trị nám được luôn. Với khả năng trị nám tương đối hiệu quả, nên bạn có thể mua cho mình một lọ serum Honesi trị nám này để có thể dưỡng và trị nám cho da mặt của bạn điều màu và sáng mịn nhé. Vì serum này phù hợp với làn da nám nhẹ và vừa, nên nếu bạn bị nám nặng thì nên mua loại serum chuyên trị nám khác sẽ hiệu quả hơn nhé. Serum Honesi hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Honesi hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.